Xin chào mọi người, mình là Hòa, một người có sở thích làm video và mình đến từ Đắk Nông, vùng đất Tây Nguyên với những cảnh sắc vô cùng hùng vĩ, là nơi thứ ba trên dải đất hình chữ S của chúng ta được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, nơi tồn tại những miệng núi lửa đã tắt để lại nhiều di sản địa chất vô cùng đặc biệt, bao gồm những ngọn thác và hàng trăm hang động núi lửa ẩn chứa nhiều sự tò mò. Với tình yêu dành cho quê hương cùng với niềm đam mê làm video, mình sẽ đi và ghi lại những thước phim cùng những câu chuyện thú vị về mảnh đất đầy bí ẩn này. Đừng rời mắt khỏi màn hình và hãy cùng đồng hành với mình trong chuyến hành trình khám phá thiên nhiên Đắk Nông.